chợ đồng hồ và phụ kiện LV trân trọng kính chào và hân hoan chào đón anh chị em đam mê đồng hồ cổ xưa trong và ngoài nước đến với kênh YouTube của chợ đồng hồ và phụ kiện LV. Hôm nay chợ đồng hồ và phụ kiện LV xin giới thiệu đến anh chị em mình hai chiếc đồng hồ Omega Conservation, đều là form càng gãi, nhưng một chiếc là form mặt bát quái, một chiếc là mặt bát úp. Thì sẵn đây so sánh hai chiếc cho anh chị em mình xem coi cái điểm khác biệt cơ bản của hai chiếc nó sẽ như thế nào ha. Thì đây là hai chiếc Omega Conservation form là càng gãi. Chiếc phía bên trái là chiếc mặt bát quái, còn chiếc bên phải là mặt bát úp. Rồi, thứ nhất là điểm giống nhau giữa hai con này. Thì điểm giống nhau giữa hai con này thì như anh em mình thấy là toàn thân là đều là inox ha. Toàn thân đều là inox. Và form của hai con đều là form càng gãi. Đây. Rồi, về điểm khác nhau thì mình sẽ thấy là trước tiên là về mặt số. Mặt số thì con phía bên trái thì nó là mặt bát quái. Đây, mặt bát quái. Con phía bên phải là mặt bát úp. Thì mặt bát quái nó sẽ có hai lòng ha. Lòng trong nó sẽ tạo nên cái viền bát quái, còn mặt bát úp thì nó tròn. Rồi hai con này thì cọc số nó đều là cài đá đen hết ha. Thì cọc số cài đá đen để nhận biết thì giống như là mình đã chia sẻ với anh em rồi đó. Mình cứ để nghiêng, nếu mà mình có lúp thì rất là tốt, hoặc mình lấy cái điện thoại mình zoom lên mình sẽ thấy cái cọc số nổi lên 3D và nó có hình giống như là chữ U vậy đó, để mà nó có cái rãnh để mà đẩy cái thanh đá vào ha. Đây anh em sẽ nhìn thấy. Thì cọc cài đá đen nó sẽ có giá hơn là cọc sơn ha. Thì cái cách nhận biết cái cọc sơn á, thì cái cọc sơn á là cái cọc số anh em nhìn nghiêng á thì thấy là hai bên nó sẽ vát vát cạnh hai bên, và chính giữa nó sẽ có một cái lằn cao lên, và cái lằn cao đó đó nó sơn đen, nó làm nó giả thành giống như là cái màu đen của cái thanh đá cài vào vậy đó. Rồi một điểm khác cơ bản mà anh em nhìn thấy ngoài cái mặt số thì anh em nhìn thấy bộ kim ha. Đối với form mà bát quái á, thì cái bộ kim nó sẽ ngắn. Cả ba kim giờ phút giây nó đều ngắn và nó sẽ là nằm trong cái lòng trong của bát quái thôi. Đây. Nằm trong cái lòng trong của bát quái thôi ha. Còn đối với bát úp thì kim của nó sẽ dài hơn. Đây. Chỉ có kim giờ là nằm trong cái lòng trong, còn kim phút và kim dây đều nằm gần như hết cái dành của cọc số. Đó là cái điểm khác cơ bản mà anh em sẽ nhìn thấy rõ ràng. Rồi về về nấm thì sao? Về nấm thì hai con này đều là nấm zin hết ha, đều là nấm zin hết. Đây, nấm của hai con.
Rồi mình sẽ coi cái mặt đáy. Đây là mặt mặt trên. Bây giờ mình sẽ xem mặt đáy của hai con sẽ như thế nào ha. Rồi mặt đáy của nó thì hoàn toàn giống nhau nha anh em. Thì do là cái dòng mà gọi là cái dòng Constellation, thì đặc trưng của cái dòng Constellation là đài thiên văn và 8 chòm sao. Đây. Thì đây nó giống nhau ha. Đài thiên văn và 8 chòm sao. Rồi thì hai con này đều chạy máy là caliber là 561 ha. 561 tức là lịch 912 ha. Chuẩn 5 dòng chữ. Hai con này độ mới còn rất là cao nha anh em. Độ mới của hai con này còn rất là cao. Có thể nói là trên 95% nha. Rất đẹp. Rồi size của hai con này thì cũng giống nhau luôn. Size của nó là size 34 năm ha. Dây thì dây da thay mới rồi, dây da linh kiện, dây da cá sấu. Khóa thì cũng là khóa linh kiện thôi. Khóa linh kiện ha. Khóa linh kiện. Rồi giá của hai con này như thế nào? Cái giá của con mà càng gãi mà bát quái thì là 29.500 ha. 29.500, còn giá của con bát úp là 25.500. Độ mới còn rất là cao nha anh em, nguyên riêng tất cả ha. Nấm riêng. Mặt nguyên zin, cọc cài đá đen. Và đặc điểm nó là vỏ còn rất là mới, bén cạnh luôn nha. Máy càng là bén cạnh luôn. Rồi, anh em mình quan tâm đến cặp Omega Constellation form càng gãi, bát quái và bật úp này thì có thể liên hệ với lại chợ đồng hồ và phụ kiện EV với số hotline là 077 4 con số 7079, thì số này cũng là số Zalo, hoặc là 0707070722, thì số này không có số Zalo. Xin cảm ơn anh chị em mình đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.